Xin chào mọi người, mọi người hãy cùng cắm hoa với mình nhé. Đưa máy bắt son đây, mẹ đếm video này, mẹ đi nộp nào. Con đi với. Còn nó ốm lên đi là rúa này mới chết à? Mượn được xe mô mà đi như thế. Mượn xe ông Thiện. Ông Thiện đi đốn gạo rồi. Ông Thiện có mấy chiếc xe liền thôi mà. Đằng trên là bắt lương cơ. Ông Thiện còn 9% rồi. Máy à tôi. Tôi bút nên con nhặt được. Lấy sàn lớp. Mọi người ở Sapa là thường thường là hay có mấy độ? Lạnh lắm. Là 15 độ đúng không?
Mọi người mẹ đã được ăn kẹo mía chưa? Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình.